Thầy xin chào tất cả các bạn và toàn thể các em. Các bạn và các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết thứ hai trong phần các khái niệm mở đầu về vector các em nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng chữa bài tập đó, các em sẽ cùng mở sách kết nối tri thức với cuộc sống ra Đó, và chúng ta sẽ một lần nữa chúng ta đọc lại cho thầy các cái lý thuyết quan trọng thầy đã dạy này Đó, và chúng ta sẽ tự bắt tay và làm bài tập trước nhé Những cái bài đầu tiên này thầy nghĩ là không khó với các em đâu Đó, sau đó thì chúng ta sẽ nghe thầy chữa chi tiết Đó, thầy đảm bảo phần này sẽ rất là dễ hiểu Ok thôi Nào, bây giờ chúng ta sẵn sàng chưa? Chúng ta đến với bài tập đầu tiên, bài 4.1 các em nhé nào, cho ba vectơ đó là vectơ a, vectơ b và vectơ c đều khác vectơ không. Những khẳng định nào sau đây là đúng? Đó, các em có bốn câu nhé. Các em sẽ đọc lần lượt từng câu và chúng ta nhận xét. À, các vectơ a, b, c đều cùng hướng với vectơ không. Câu b, nếu vectơ b không cùng hướng với vectơ a thì vectơ b ngược hướng với vectơ a. Câu c, nếu hai vectơ a và b đều cùng phương với vectơ c thì hai vectơ a và b này cùng phương với nhau. Còn câu d, nếu hai vectơ a và b đều cùng hướng với vectơ c thì hai vectơ a và b này cùng hướng với nhau. Đó. Chúng ta đọc thấy đầu tiên có thấy sợ hoang mang gì không? Nhiều chữ ABC chưa? Đó. Bây giờ ta phải nắm rất chắc lý thuyết các em ạ. Cẩn thận để các em có thể uh, vẽ lại các cái hình minh họa ra để cho nó dễ hiểu. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rất đơn giản. Nào. Đầu tiên ba vectơ của em a b c đều là các cái vectơ khác vectơ không rồi câu a ba vectơ này đều cùng hướng với vectơ không đây là một điều đúng người ta quy ước rằng là vectơ không thì coi như là cùng phương cùng hướng với mọi vectơ khác đúng không giống như kiểu nó là tập rỗng nó là con chung của mọi tập được không nhỉ ví dụ thế thì đấy thì em giờ dám thấy không nó sẽ cùng hướng với vectơ không vectơ không chỉ là một điểm chấm thôi khi vẽ nó là hai nó là một cái vectơ mà có điểm đầu điểm cuối trùng nhau ấy mà đó, thì coi như là nó cùng hướng hết rồi nhá. Câu A đúng rồi. Câu B, nếu vector B không cùng hướng với A thì B ngược hướng với A. Câu này mới đầu nghe rồi có vẻ hợp lý nhưng thực ra thì nó lại sai. Câu này là sai. Không cùng hướng với A chưa chắc đã phải là ngược hướng. Có cả trường hợp không cùng hướng và cũng không ngược hướng luôn. Đó chính là trường hợp không cùng phương. Được không? Câu này ý người ta muốn nói với các em về cái việc giống như chúng ta phủ định một mệnh đề. Ấy. Nếu không cùng hướng với A, chưa chắc đã là ngược hướng với A nhé. Chúng ta còn học có cả trường hợp đó là không cùng phương cũng không cùng hướng luôn à tức là không cùng hướng ngược hướng luôn mà chính là cái trường hợp không cùng phương Cho không cùng phương giống như thầy đã nói đấy trường hợp đó không cùng phương có nghĩa là nó có uh, giá hai vectơ này nó có giá kiểu như là nó không song song cũng không trùng nhau luôn đúng không ở đấy câu này cẩn thận nhé không lừa đấy rồi nhận câu b là sai đấy và câu c nếu hai vectơ a và b cùng phương với c rồi thì hai vectơ a và b này cùng phương với nhau à cái này nghe hợp lý đấy nó cũng giống như là kiểu hai đường thẳng A và B cùng cùng phương với C thì chứng tỏ là cùng song song tức là có cái giá của nó cùng song song với C rồi vậy chứng tỏ hai bọn này nó phải có giá song song với nhau tất nhiên nó phải cùng phương rồi chuẩn giống như kiểu song song ba đường thẳng song song ngày xưa đúng không D nếu A và B cùng hướng với C thì A và B cùng hướng với nhau cũng hợp lý luôn giống như kiểu ba xe ô tô lúc nãy cùng đi trên đường ấy ba bọn này nó ba cái ô tô này đi cùng hướng với nhau thì hai bọn mình cùng hướng với nó thì hai bọn mình phải cùng hướng với nhau rồi, đúng rồi cứ tưởng tượng giống như ô tô đi trên đường ấy đơn giản giống như cái ví dụ lúc đầu dễ hiểu hết đúng không hiển nhiên rồi thì giờ chúng ta ghi câu a đúng nhớ chưa nhỉ đó Vector không thì cùng hướng với mọi vector khác câu b là sai vì hai vector không cùng hướng chưa chắc đã phải là ngược hướng đấy là chúng ta đang xét về hướng có thể nó không cùng phương nữa thì sao đúng không không cùng phương chưa cần phải nhắc đến Chưa cùng phương thì không cần phải xét đến hướng nữa mà Đó, nói như thế Cẩn thận nhé đó. Câu C, đúng rồi Vì hai bọn chúng nếu A và B đã cùng phương rồi Cùng phương với C Thì giá của nó chắc chắn là sẽ song song hoặc trùng với giá của C Chính vì thế Là giá của hai bọn A và B này Chắc chắn là song song hoặc trùng với nhau Cũng có trường hợp nó đi cùng trên một con đường đấy ừ, Có trường hợp giá trùng nhau là chuyện bình thường Đó nhớ là suy ra chúng ta suy ra được bọn chúng chắc chắn về cùng phương đúng không em có xét song song cũng được em xét trùng à, cùng giá trùng nhau cũng được như nhau cả thôi câu d đúng luôn đó hai cái vector a và b đã cùng hướng với c rồi chắc chắn chúng mình phải đang đi cùng hướng với nhau hiển nhiên rồi vì khi đó chúng chắc chắn là cùng phương cùng chiều mà ok bài tập đầu tiên của chúng ta kết thúc thành công rất đơn giản đúng không đó nắm chắc lý thuyết là sẽ làm được hết các bạn và các em thân mến chúng ta tiếp tục đến với bài tập 4.2 À, trong hình 4.12 hãy chỉ ra các vector cùng phương đúng không nhỉ? Đó, các vec các cái cặp vector ngược hướng và các cặp vector bằng nhau. Đó. Nào, ở đây chỉ là những bài rất đơn giản thôi, người ta vẽ cho em rồi, đúng không? Em chỉ cần nhận biết thôi, chỉ ra là được. Ở đây chúng ta có mấy vector? Chúng ta có bốn vector tất cả, đó là vector A, vector B, vector C và vector D. Đó, người ta vẽ cho em trên các cái mặt phẳng tọa độ, đúng không? đúng không? Đó. Người ta vẽ rồi đấy. Thì bây giờ đầu tiên ta sẽ chỉ ra nhá. Nào xem các cái bác nào là cùng phương nào. Cùng phương thì giá của nó phải song song hoặc trùng. Ở đây thì em thấy không có trường hợp nào trùng cả. Bốn cái giá nó hoàn toàn là khác nhau cả. Đúng không? Giá là đường thẳng đi qua điểm đầu điểm cuối của nó thì chúng ta thấy là bốn cái giá ở đây đều là không có trường hợp nào trùng. Như vậy xét về mặt song song thì ta thấy A, B, C là song song với nhau. Như vậy ta thấy các vectơ cùng phương chính là ABC còn uh, ngược hướng ngược hướng thì ta thấy a và b ngược hướng chưa a b ngược hướng rồi khi xét về mặt hướng nhé là ta chỉ xét về các cái bọn đã cùng phương rồi nhé có các cái người khác thì ta không không quan tâm hiểu chưa thì chúng ta chỉ xét ba người a b c thôi thì a và b có mối quan hệ là ngược hướng còn a và c a và c lại cùng hướng đúng không thế còn b và c là ngược hướng chính xác rồi như vậy chúng ta sẽ có cặp vector AC cùng hướng AB và BC là ngược hướng. Cuối cùng thì cặp nào bằng nhau? Bằng nhau thì không chỉ bây giờ tại tiếp tục loại trừ ra cái cặp nào phải cùng hướng rồi và phải cùng độ lớn, đúng không? Cùng độ dài đấy thì chúng ta mới lấy được. Thế thì A và C của em chúng ta thấy là cùng hướng rồi, bây giờ kiểm tra nốt xem có cùng độ dài không. Thì chúng ta sẽ tính toán theo chúng ta xét em thấy là nó bằng nhau có thấy hai tam giác vuông không? Nó là cạnh huyền của hai tam giác vuông bằng nhau Một cái cạnh góc vuông là 4 Còn một cái là cạnh góc vuông bằng 2 Các em dùng Pythagore tính ra Thì hai bọn này thực ra chả cần tính Cũng biết là hai tam giác này bằng nhau rồi Đúng không? Và nào thích tính thì tính không? Các em có thể tính độ dài ra Đó, tức là căn bậc 2 của 4 bình cộng với 2 bình đấy Có đúng là nó là cạnh huyền của hai cái tam giác vuông không? Đấy, cái cái cái, cái cạnh A và cạnh C đấy Đấy, thấy chưa? Hai tam giác vuông, vuông tại ô ấy, ở đấy tư duy rất nhanh người ta thấy ở bằng nhau thật đấy một là em nhìn bằng ô vuông hai là em nhìn bằng các cái công thức hoặc là chứng minh bằng tam giác bằng nhau nhìn ra hết đơn giản rồi như vậy cả lớp trả lời cho thầy trả lốt trả lời kem uh, em trả lời nốt cho thầy đó là ghi thầy đó là uh, hai vectơ a và c của em này là cùng hướng và uh, cùng độ lớn như vậy có mỗi một cái cặp ý là cũng dẫn đến là bọn chúng là bằng nhau chúng ta bổ sung vào nhé đó hai vectơ a và c trong trường hợp này là bằng nhau chốt đó kết thúc bài toán 4.2 ở đây tiếp theo chúng ta đến với bài tập 4.3 nào chúng ta đọc đề bài nhé chứng minh rằng tứ giác abcd là một hình bình hành khi và chỉ khi vectơ bc bằng vectơ ad đó rất là quen thuộc đúng không đó trong cái phần Kết uh, uh, 1 thì thầy cũng đã vẽ cho các em cái hình bình hành này rồi đó đó là cái hình vẽ uh, tiêu biểu nhất dành cho cái các cái cặp vectơ bằng nhau đó ta nhìn thấy rất rõ. Tương tự như là trong hình chữ nhật và hình vuông nữa. Đó, thì bây giờ muốn chứng minh một cái tứ giác là hình bình hành, ta chỉ cần chỉ ra được cái tứ giác này nó có một cái cặp cạnh đối, đúng không? Đó, có một cái cặp cạnh đối bằng nhau là được, đúng không? Đó. Thế em đã biết rồi, vốn ở trong hình bình hành là đã có sẵn hai cặp cạnh đối bằng nhau, đúng không nhỉ? Hai cặp cạnh đối này lại còn song song, đúng không? Đấy là lý do vừa song song mà lại vừa có độ lớn bằng nhau thì dẫn đến việc đó là hai vectơ đó nó sẽ phải bằng nhau. Đấy như vậy chúng ta có thể suy luận được ra ngược lại cái này. Ta ghi luôn. Nhìn vào hình vẽ ta thấy. Đầu tiên, nếu cho một tứ giác ABCD, ABCD nếu là một hình bình hành thì theo tính chất của hình bình hành là vốn ta đã có cái cặp được cặp đoạn thẳng đó là AD và BC là song song và bằng nhau. Đúng không? Nó có những hai cặp cạnh đối song song bằng nhau cơ. Ở đây thì cần kể ra một cặp thôi thì được. Rồi, tại vì khi chứng minh chỉ cần một cặp thôi là được mà, đúng không? Thế xem học rồi. Từ đây, nhìn vào hình vẽ em thấy xét về mặt cùng phương là nó chúng chúng nó cùng phương rồi, vì giá của nó là song song. Còn về mặt chiều hướng, chiều hướng thì chúng ta tự vẽ mũi tên vào là ta biết chiều hướng. Ta thấy AD và BC cùng chiều hướng. Độ lớn bằng nhau rồi. Vậy chứng tỏ theo đúng lý thuyết về hai vectơ bằng nhau là ta có thể uh, thấy rằng là Ta đã có điều phải chứng minh. Hai vector này bằng nhau. Điều phải chứng minh luôn. Đá phải con mèo luôn. Đó. Ờ, có thể đưa ra cặp vector này. Cũng có thể đưa ra cặp AB bằng DC cũng được. Nhưng chỉ cần chỉ ra một cặp thôi là tương đương rồi. Được rồi các em nhé. Rất đơn giản vậy thôi. Rồi như vậy bài tập 4.3 là kết thúc thành công. Chúng ta đến với bài tập 4.4. Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại o hãy chỉ ra tập hợp S của em gồm tất cả các cái vector khác vector không có điểm đầu và điểm cuối thuộc trong tập hợp 5 điểm ABCDO này. Hãy chia tập S trên thành các nhóm sao cho cứ hai vector thuộc cùng một nhóm thì khi và chỉ khi chúng phải bằng nhau. Tức là xong thì các em phân loại những bọn nào mà nó bằng nhau thì em xếp riêng thành từng nhóm từng nhóm nhé. Đúng không? Đó. Chứ có hình vẽ Thực ra bài này thì vẽ hình đơn giản thôi đúng không? Bây giờ thành lập số vector các em có thể dùng luôn công thức rất là nhanh thầy đã hướng dẫn các em. Nếu chúng ta có 5 điểm phân biệt mà thành lập ra số vector mà tối đa thì các em sẽ sử dụng công thức đó là n nhân n 1. Có nghĩa là bài này là 5 nhân với 4 là 20 vector tất cả. Em ngồi em kể ra làm sao cho nó có khoa học đừng có kể linh tinh nhé. Để chưa kể theo trình tự thì nó sẽ đủ 20 ngay. Đó. Công thức thầy đã nói một lần ở trong tiết 1 rồi. Đúng không? Các em sẽ kể ra thì tập hợp S của em sẽ gồm tất cả đủ là 20 vector. Các em bắt đầu kể lần lượt tính từ đỉnh A nhé cho dễ làm. S bằng mở ngoặc móc ra, đây là tập hợp AB, AC, AD, A gì? AO. Tương tự chúng ta có BA, BC, BD, BO. Tương tự CA, CB, CD, CO và cuối cùng DA, DB, DC, DO. Đó. Ok. Cuối cùng còn O nữa. OA, OB, OC, OD. Đúng không? 4, 5 x 4 hai 20. Quá đủ. Quá chính xác. Đó. Rồi, bây giờ phân loại ra. Nhìn vào hình vẽ nhé. Phân loại ra xem những cái uh, vector nào bằng nhau. Thì cho vào cùng một tập. Cho vào cùng một nhóm riêng. Chia nhóm ra. Chúng ta chia được thành mấy nhóm? Các nhóm này ta chia ra như sau. Thứ nhất, vector AB thì bằng với vectơ DC đó cùng hướng cùng độ lớn cái này em biết rồi đúng không đó rồi tiếp tục bây giờ đảo lại chúng ta có một cái cặp mới đảo lại ta được đó là BA và CD đó nhưng mà chắc chắn là hai cái nhóm này là khác hẳn nhau cái nào nó phải cùng hướng hẳn cùng độ lớn để mới được xếp vào cùng trong một nhóm nhé thì cái này được coi là một nhóm mới đã đảo lại đấy cứ làm theo trình tự như thế chúng ta sẽ tiếp tục có các nhóm khác nữa nếu là ad thì sẽ phải bằng bc đảo lại da bằng cb tương tự tiếp tục chúng ta sẽ xét tiếp cho thầy ở đây chúng ta đang làm theo trình tự đấy ab này ad này đó bây giờ ta lại có tiếp đó là ao có cả ao đúng không ao ao thì phải bằng với theo đúng trình tự phải đi với bằng oc cùng phương chiều độ lớn chuẩn rồi cùng chiều nhé ừ. AO thì phải OC đảo lại OA thì phải là CO các em và nói là OA với OC coi chừng nó thành hai vectơ đối đấy đúng không hai vectơ đối nó lại khác rồi lúc đó thì nó lại lại trở thành nó không phải bằng nhau đâu hiểu chưa đó các em thấy tiếp tục nhé đây OB thì phải DO và BO thì phải OD đó chúng ta thấy hết các cái nhóm bằng nhau chưa hết chưa hết rồi đúng không? đó hết rồi đó. có cái nào nữa không? À, những cái khác như là AC, BD, các thứ thì những cái bọn đấy nó không cùng phương chiều gì cả, không bằng nhau nhé, các cái vectơ không bằng nhau, nên chúng ta không xếp vào nhóm được. ví dụ như thế. đấy, chúng ta sẽ có các nhóm này thôi. các em để ý. rồi như vậy là bài toán này của chúng ta kết thúc thành công. rồi và bây giờ chúng ta đến với bài tập 4.5. trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy vẽ các vectơ đó là vectơ OA, vectơ MN với tọa độ điểm A là 1 2, à, điểm M là 0 1 và điểm N 3 5. Câu A: Chỉ ra mối quan hệ giữa hai vectơ trên. Câu B: Một vật thể khởi hành từ vị trí M và chuyển động thẳng đều với vận tốc tính theo giờ. Đó, được biểu diễn bởi vectơ V bằng vectơ OA. Hỏi vật thể đó có đi qua điểm N hay không? Nếu có thì sau bao lâu vật sẽ tới vị trí N. Rồi, đây là một câu mà người ta bắt đầu uh, biểu diễn các vectơ trên mặt phẳng tọa độ. Thì người ta vẽ cho em, à người ta bảo em biểu diễn các điểm này thì em vẽ các điểm này ra sau em nối lại điểm đầu điểm cuối là ra Có hình vẽ thế này. Đó. Các em vẽ đúng vị trí điểm A, điểm M, điểm N sau đó các em nối lại thì chúng ta sẽ có hai vectơ như ở trên. Đó là vectơ UA và vectơ MN. Uh, đây là chúng ta học cách vẽ điểm đầu điểm cuối thôi. Còn về sau ấy, thì các em có thể tính được ngay cái tọa độ của các cái vector này bằng cách chúng ta lấy tọa độ uh, điểm sau trừ điểm trước. Nhưng mà trong cái bài vector trong mặt phẳng tọa độ, tức là bài sau đó thì về sau các em sẽ học đến cái bài tính toán các cái phép cộng trừ vector này sau. Còn bây giờ đầu tiên là chúng ta biết vẽ đi đã là được. Đó. Thì các em sẽ thấy ngay là đây, câu A Chúng ta trả lời quan hệ ra hai vectơ này. Các em nhìn vào hình vẽ thì chúng ta thấy hai vectơ này là song song. Có giá là song song chưa? OA của em có giá là song song MN. Như vậy hai vectơ OA và MN này cùng phương. Đồng thời nếu mà các em để ý kỹ thì nó còn cùng hướng luôn cơ. Đúng không nhỉ? Đó. Đây. Các em sẽ thấy hai bạn này cùng hướng luôn. Và em sẽ thấy là độ dài của cái MN sẽ bằng 3 lần OA. Ta nhìn vào cái hình chữ nhật là ta biết ngay tại vì cái OA kia thì nó nó sẽ là cái đường chéo của một cái hình chữ nhật hai ô vuông, còn cái MN kia là đường chéo của một một cái hình chữ nhật mà nó nó gấp 3 lần. Đúng không nhỉ? Đó. Cái chữ, kích thước của nó tăng lên 3 lần hết rồi, nên cái đường chéo nó tăng lên 3 lần. Đúng không? Đó. Hoặc là bạn nào thích có thể tính theo pythagore được. Thì OA là căn bậc hai của một bình cộng 2 bình. Còn cái anh chàng MN kia cả lớp đo theo ô vuông là có lớp biết ngay. Đúng không? Là căn bậc hai của uh, bao nhiêu đấy? 3 bình đúng không? với gì đấy năm bình cái kiểu gì nó cũng sẽ phải ba lần nó tỷ lệ hết đi mà nó đều là tỷ lệ cứ song song với tỷ lệ mà ừ. đúng không đó nên ta nhìn theo độ dài ô vuông ta biết ngay đấy bằng ba lần bây giờ chúng ta trả lời câu b nhé mỗi giờ thì vật thể đó vật thể xuất phát từ vị trí m mỗi một giờ thì vật thể đó đi được một cái quãng đường được biểu diễn bởi đoạn thẳng đó là oa vì uh, vật này em thấy không đó nó đi theo cái, cái vector vận tốc nó đi theo vector vận tốc được biểu diễn theo vector v chính là vector oa đó thế nên nếu, nếu bây giờ cứ đi theo phương của vector oa có nghĩa là đi theo hướng song song vector đó thì hỏi vật thể này có tới vị trí n không thì tất nhiên phải tới vị trí n rồi giống như là điểm m của em là vị trí của một cái xe ô tô còn oa là cái vector nó cho biết cái vận tốc và nó cũng chỉ giống như kiểu là cái cái vector chỉ đường của em ở trên đường em đang đi theo chiều hướng OA thì chẳng em phải tới N rồi đúng không làm sao lệch chỗ khác được và sau bao lâu thì tới N thì sau khoảng một cái thời gian là gấp 3 lần cái vector OA kia đúng không à đi tức là để đi một cái quãng đường mà nó bằng 3 lần cái 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 vector OA kia thì chúng ta sẽ đến được vị trí nào đó vì MN bằng 3 lần OA nên vật thể này sẽ đi qua vị trí N sau 3 giờ. Đúng không? Tại vì uh, cái vector UA được biểu diễn chính là vector vận tốc đi được trong 1 giờ. Thì MN sẽ đến được đấy là phải là 3 giờ. Là hiển nhiên rồi. Ta thấy rất là rõ, đúng không? Đó. Như vậy, vật này sẽ qua vị trí N sau 3 giờ kể từ khi khởi hành xuất phát từ điểm M. Ta hiểu chưa? Đó tỷ lệ với nhau. Có cái tính chất tỷ lệ ở đây rất hay. Rồi, đó đây là một bài đầu tiên để người ta muốn hướng tới các em là về sau khi chúng ta học sang cái vector trong tọa độ ấy, thì được được dễ hơn, đúng không? Và uh, có thể là về sau người ta sẽ đẩy các cái bài toán này vào trong các cái bài toán chuyển động thẳng đều trong vật lý, vân vân, đó, đúng không? Đó, ok, đó, cái này rất là dễ hiểu, đúng không nhỉ? Rồi, các bạn và các em thân mến, như vậy là phần bài tập này của chúng ta, phần vector này đầu tiên chúng ta thấy cảm thấy rất là đơn giản nhẹ nhàng, đúng không? Đó, nó không có khó khăn gì cả, đó rồi thầy hẹn gặp tất cả các bạn và các em trong những bài học lần sau xin thân ái chào các em